Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2021, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các chốt trực phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới. Tháp cùng với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Huyện ủy, ông Ngô Hoàng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới. Đoàn đã đến khảo sát thực tế và thăm hỏi tình hình tại chốt chặn cầu Tân Long Chợ Mới và chốt cầu Cái Tàu Thượng xã Hội An huyện Chợ Mới. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đánh giá cao việc chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị cho công tác kiểm soát phòng chống dịch tại các chốt cơ bản được đảm bảo. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các chốt trực tập trung cao độ tăng cường kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, bỏ sót các trường hợp không đo thân nhiệt, không khai báo y tế, có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh vào địa bàn. Từng địa phương cần bố trí đầy đủ các điều kiện sinh hoạt, đảm bảo cho các lực lượng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Đồng chí cũng động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Dịp này, đoàn cũng tặng quà động viên tinh thần cho các cán bộ đang làm nhiệm vụ, cố gắng vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng cùng chính quyền và nhân dân trong tỉnh, giữ vững vùng xanh, vùng an toàn không có ca dịch bệnh COVID-19.